chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm tình trạng xe chở hàng hóa quá khổ quá tải có xu hướng gia tăng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng cầu đường. Hiện lực lượng chức năng trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, đội liên ngành cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với thanh tra giao thông, sở giao thông vận tải mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh. Kết quả phát hiện và xử lý hơn 50 phương tiện vi phạm, phạt tiền gần 900 triệu đồng, tạm giữ 12 xe, tịch thu 2 xe. Vi phạm chủ yếu là xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến quốc lộ 39, quốc lộ 5, đường tỉnh 379, đường tỉnh 376, đường tỉnh 380. Việc xử lý các phương tiện cũng không dễ dàng vì lái xe thường né tránh khi biết lực lượng chức năng ra quân kiểm tra. Thậm chí, có trường hợp cố tình không xuất trình giấy tờ, không đưa xe vào cân tải trọng hoặc khóa xe bỏ đi chỗ khác khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Bộ Cảnh sát Giao thông số 1 đã nghiêm túc triển khai kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Tập trung chủ yếu đó là hành vi phạm như là chạy quá tốc độ, rồi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, rồi chở hàng quá tải, rồi đặc biệt là đối với xe vận tải hành khách, xe vận tải vật liệu nổ, pháo nổ. Để tăng cường công tác kiểm soát trọng tải, vào dịp này, tổ liên ngành thực hiện tháng cao điểm về tăng cường xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng, xe khách, xe vận tải hàng hóa lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tiếp tục công tác tuần tra, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ doanh nghiệp lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về tải trọng khi tham gia giao thông. Để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với thanh tra giao thông triển khai các chuyên đề về xử lý xe quá tải, xe đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn, xe vận tải hành khách không đảm bảo an toàn như chở quá số người quy định rồi là hết kiểm định, triển khai cái chuyên đề về nồng độ cồn đối với cả các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm nâng cao ý thức của các doanh nghiệp chủ phương tiện kinh doanh vận tải xe quá tải trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán, tình hình phương tiện tham gia giao thông đông, nhiều phương tiện chở hàng sẽ có biến động quá tải trọng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đang phối hợp chặt chẽ với tổ công tác liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra và xử lý triệt để các tổ chức cá nhân người điều khiển phương tiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Tiếp theo chuyên mục là hướng dẫn lái xe an toàn. Xin chào quý vị và các bạn. Ở clip trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn cách kiểm tra xe trước khi khởi hành. Và ở clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách lên xuống xe an toàn. Bước 1. Kiểm tra an toàn xung quanh xe. Đứng phía trước đầu xe, quan sát xem có xe đang đi tới hay không. Bước 2. Quan sát an toàn phía sau bằng cách đứng cạnh cửa xe và quan sát phía sau một lần nữa. Bước 3. Mở cửa xe bằng cách mở cửa xe vừa đủ rộng để lách vào bên trong. Chân phải bước vào trước, tay phải nắm lấy điểm cao nhất của vô lăng, tay trái giữ cửa xe. Bước 4. Đóng cửa xe bằng cách tay trái nhẹ nhàng kéo cửa xe. Khi cửa xe còn cách thân xe từ 10 cho tới 20cm, chúng ta kéo thật mạnh cửa xe, đảm bảo cửa xe đều đóng kín, không có vật cản và không bị hở. Bước 1. Quan sát an toàn phía sau bằng cách quan sát gương chiếu hậu, quay đầu qua vai, quan sát an toàn bằng mắt. Bước 2. Mở cửa xe, tháo dây an toàn. Nhẹ nhàng mở cửa xe khoảng 20cm. Quan sát phía sau một lần nữa. Mở cửa xe vừa đủ rộng để bước xuống, tay trái vẫn giữ cửa xe. Bước 3. Ra khỏi xe, nhanh chóng ra khỏi xe, xoay người về phía sau. Tay phải vẫn giữ vô lăng, tay trái giữ cửa xe. Bước 4. Đóng cửa xe. Đóng cửa xe khi cửa xe còn cách thân xe từ 10 cho tới 20cm. Đóng mạnh cửa xe. Bước 5. Đi vòng về phía sau, quan sát các xe đang đi tới. The power of dreams. The power.
power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn công ty ô tô Honda Hưng Yên Phú Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.